Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các loại thân cứng, bẹ cứng thì nó cũng cắt khá là mịn. Còn các loại rau rau cải mềm đây thì nó yếu do cái lưỡi dao mình không có đưa sát vào cái cổ ống. Nhiều người nhìn thấy cái lưỡi dao đưa không sát vào cổ ống nên là các loại rau này nó hơi khó cắt. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và nếu thích video thì nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người nhé.